Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay bên em mới về thêm được 200 nồi áp suất gồm rất nhiều các cái thương hiệu đến từ Nhật, đến từ Pháp, đến từ Đức, đến từ Thụy Sĩ và dung tích dao động từ 2,5 lít đến 6 lít anh em nhé. Thì tất cả các hàng này là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Nó có make thể make in China, make in Japan, make in Germany, make in France, make in Thụy Sĩ các bạn nhé. Đấy, tất cả đều là hàng đã qua sử dụng và được sản xuất tại các nước và xuất sang thị trường Nhật các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm bên mình bán cho anh em thì đều có bảo hành bao test 6 tháng, bao xì hơi các loại luôn. Đây là những cây em dung tích tầm từ 2,5 đến 3,5 lít. Mình phân ra và chụp ảnh cho anh em hình dung qua. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của anh em nhà ít người, đông người và sử dụng bếp từ hay bếp ga thì báo mình sẽ lựa và quay video đấy, từng con một cho anh em để anh em có thể lựa chọn từ xa. Đấy, anh em ok thì em gửi tận nhà và sản phẩm em thì đều có bán và bảo hành cho anh em nhé. Đây là những cái mẫu thông dụng mà các lô xuất Nhật hay sử dụng và được bán trên thị trường Việt Nam mình. Đấy, đa số là cái dòng phổ thông là dòng một quay dài và một quay ngắn. Đấy, ví dụ như này anh em nhé. Thì hình thức thì tùy con, hình thức đẹp thì sẽ mắc hơn một chút so với những con hình thức bình thường. Đấy, răng cao su thì có con nó sẽ trắng, có con nó vàng, có con nó lâu, có con nó màu xanh. Nó tùy theo hãng sản xuất anh em nhé. Đây là những con dung tích từ 2,5 đến 3,5 lít. Còn đây là những em dung tích lớn hơn từ 4,5 lít đến 6 lít anh em nhé. Tất cả những hàng em đang tập kết và sẽ vệ sinh dọn dẹp lần lượt từng con một và sẽ test cẩn thận như con đây, ví dụ đang test từng em một và đánh mã số luôn cho anh em nhé. Thì anh em nào mà thích cái dòng dạng hai quay dòng cổ thì bên em cũng về cũng có một số dòng cổ em lướt qua cho anh em. Dòng cổ là cái dòng dạng quấn tay kiểu này anh em nhé, xoay xoay kiểu này hoặc kiểu này. Cổ thì cái răng thường thường là dòng nhôm, đây là dòng nhôm nhưng mà mã inox này, dòng nhôm nguyên bản của Nhật này, hay là dòng inox đây. Đấy, hàng ấy, con này có Japan của Pháp đây, con này cũng của Pháp này, quay lượng Nhật này là dòng cổ kính anh em nhé. Còn cái dòng kiểu dạng một dài một ngắn này, một tay dài một tay ngắn là cái dòng phổ thông gần như 99% là những dòng đời sau các bạn nhé. Đa số là dòng inox đun được từ hết. Nó có dòng một đáy và dòng hai đáy. Ngoài ra dòng cao cấp hơn thì bên em có cái dòng Tefal hai quay như này. Đấy, xin lướt qua cho anh em để đang lọc và test. Dòng hai quay Tefal thì có dung tích từ 4,5 lít đến 6 lít các bạn nhé. Đây nhá, đang vệ sinh để tí test cho anh em, lên video cho anh em. Đây con Tefal đây. Tefal. Tefal thì nó có hai cái kiểu mở, một là kiểu bóp này mở ra ấn xuống là đóng vào. Đấy, còn cái kiểu thứ hai nữa là cái kiểu dạng dạng là tay cầm kiểu này đây, mở ra ấn xuống anh em nhé. Đấy, ở ra là anh em có thể nhìn được đây, ví dụ Tefal. Tefal thì nó là dòng cao cấp của dòng áp suất rồi, giá mới của này đắt lắm, đó toàn 7-8 triệu một con anh em nhé. Ok, anh em cần sản phẩm nào thì liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264 hoặc 0934 230 664. Ok, xin chào anh em ở những video sau.